Rồi anh chị quên em Cường là có MacBook đúng không? Và cái MacBook mà em Cường chia cho cô chú anh chị á là nó phải đạt được yếu tố 400% phải đẹp anh chị. Đó, thứ nhất là cái chất liệu đúng không? Vật liệu cấu thành. Thứ hai đó là cái thiết kế. Thứ ba đó là công năng sử dụng và quan trọng nhất là cái giá nó phải đẹp anh chị. Đó, nhưng mà hôm nay nè em nói mấy cái hàng này thì nó có thêm một vẻ đẹp nữa anh chị, đó là cái vẻ đẹp 500% của em. Cái dịch vụ và hậu mãi sau bán hàng của em Cường thì anh chị biết rồi, em Cường dễ dãi trong cái việc bảo hành đổi trả cho khách hàng. Thành ra em thấy nhiều người ta cũng hay nói là cái thằng này hàng nó chắc tào lao lắm chứ sao mà nó đổi trả dễ quá vậy ta. Đó là cái tính của em, dễ với cô chú anh chị chứ còn mà mình đâu có khó khăn được anh chị. Đó, sạc 12 lần nè, pin 100%. Khó khăn với cô chú anh chị thì ai ủng hộ em đúng không? Mình phải dễ dãi với mọi người, tại vì không có khách hàng thì em nói là kinh doanh mà không có khách hàng thời điểm này em cần biết thua ha. Mới có khách hàng mình phải quý, quý thì bằng cái cách sao? Quý thì mình phải sợ lỗi. Em nói rồi, cứ là sợ lỗi thôi, trời cho mà sao đo, trời lấy thế thôi. Đây, thấy chưa? Xé siêu luôn rồi. Đây anh chị, đây là MacBook Pro. Đây là MacBook Pro M2, 14 inch chị ha. Mấy con này thì sạc mới có vài lần thôi, pin 100% nguyên hộp hết luôn. Thì anh chị mua sẽ tiết kiệm được đâu đó tầm khoảng gần cả chục á, so với hàng new. Thì cái này là hàng chính hãng luôn, thành ra là anh chị cứ việc chọn ha, không có lo cái vấn đề là nọ kia ha. Đó, hàng chính hãng Việt Nam mình. Còn cái này á thì là giá nó là quá tốt không chị, 16 triệu thôi, sạc 12 lần pin 100%, hàng chính hãng luôn. Ok chưa? Đó.